Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ xảy ra một đợt xâm nhập mặn tăng cao. Theo đó, dự báo xâm nhập mặn sẽ tăng dần trong những ngày tới và đạt cao điểm vào các ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 4. Độ mặn 400 trên 1 lít, cao nhất tại các trạm trên sông Cửu Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn ở mức tương đương với đợt xâm nhập mặn đầu tháng 4 từ 40-55 km tùy sông, sông Dàm Cỏ từ 90-120 km riêng sông cửa tiểu cửa đại và sông hàm luông sẽ thấp hơn khoảng 2 tới 5 km so với đợt vừa qua. Đây có thể là đợt mặn cao cuối cùng trong mùa khô năm nay. Sang tháng năm, mặn có xu thế giảm dần, nhất là từ nửa cuối tháng năm khi khu vực này bước vào mùa mưa. Theo cơ quan chuyên môn và đánh giá của người dân ở đồng bằng sông cửu long, hàng mặn năm nay cao hơn so với trung bình nhiều năm và năm 2023 nhưng chưa bằng năm hàng mặn khốc liệt 2016 và 2020.